Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhân Đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Nhân Đàn CEO tuần này là về một cô gái trẻ. Khi mới 12 tuổi, cô đã tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, điều mình mong muốn nhất trong cuộc đời là gì? Và từ đó cô đã từng bước thực hiện kế hoạch và chinh phục những ước mơ của cuộc đời mình. Cô gái mà chúng tôi muốn nhắc đến quý vị trong chương trình Nhân Đàn CEO tuần này đó chính là Lê Nguyễn Vân Anh, người sáng lập và điều hành FG Holder Group. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhân Đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV và tôi là Hoàng Phi. Chúng tôi có dịp ghé thăm văn phòng làm việc của chị Lê Nguyễn Vân Anh. Mặc dù công việc luôn bận rộn nhưng chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Trở về Việt Nam từ năm 2015 với tấm bằng tiến sĩ ngoại giao, chị Lê Nguyễn Vân Anh đã sáng lập và là giám đốc điều hành của FG Holding Group, tiền thân là Founder Investment Group. Lê Nguyễn Vân Anh sinh năm 1989, tốt nghiệp tiến sĩ ngoại giao tại trường đại học Macquarie Úc. Trước đó, Lê Nguyễn Vân Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các thị trường như Singapore, Úc, Mỹ. Cô đại gia nhất tại cuộc thi Startup Weekend Women tại Singapore và là giám đốc khu vực Đông Nam Á của ASEAN Renew, đại sứ cho mạng lưới lãnh đạo toàn cầu tại Úc, chủ tịch trẻ tuổi nhất trong hội đồng mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu. Sau 2 năm trở về Việt Nam làm việc, chị Lê Nguyễn Vân Anh đã và đang dành toàn bộ thời gian cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Việc sáng lập FG Holding Group, chị kỳ vọng sẽ mang các startup Việt ra thế giới. Dự án này đã không nhận được sự đồng thuận từ bạn bè cũng như gia đình. Nhưng đối với chị, một khi đã quyết tâm làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Chị đã nhiều đêm không ngủ để suy nghĩ về dự án của mình. Cuối cùng chị cũng đi đến hành động. Fanhand Workspace, không gian cho các startup với diện tích 1.000m² đã được hình thành chỉ trong vòng 1 tháng, chỉ với 10 người dưới sự điều hành của chị Vân Anh. Kết quả này đã khiến không ít người ngạc nhiên và thán phục. Đối với chị, càng khó khăn, càng thách thức thì khiến chị thêm động lực và quyết tâm để chinh phục nó. Và chị luôn vạch ra những mục tiêu tiếp của mình, không phải ngắn hạn trong 1 năm mà nó còn là chiến lược trong 10 năm hay 20 năm. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả nhân vật của chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay, chị Lê Nguyễn Vân Anh, người sáng lập và điều hành FG Holding Group. Thưa chị, ngày hôm nay thì rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi trên VITV. Xin cảm ơn Hoàng Phi, cảm ơn khán giả của truyền hình VITV ngày hôm nay đã cho Vân Anh một cái cơ hội tham gia Diễn đàn CEO. Thưa chị, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. Khi mà theo dõi đoạn phóng sự vừa rồi, nhìn vào background của chị thì tôi thấy là chị học ngành ngoại giao. Nhưng mà tại sao lại có một cái sự lựa chọn là phát triển kinh doanh theo cái hướng như phóng sự vừa rồi ạ? Tôi nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái sự lựa chọn của chính mình. Có những người họ sẽ lựa chọn cho mình một cái con đường an toàn hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là kinh doanh luôn là một cái gì đó nó rất là thử thách. Và kinh doanh sẽ luôn giúp cho tôi có thể phát triển cái bản thân của mình hơn. Và bên cạnh đó thì để tạo ra FG Holding Group ngày hôm nay là một trong những câu chuyện mà tôi muốn viết lên trong cái quyển sách của cuộc đời của mình rất là nhiều. Câu chuyện đó đã được xác định khi mà tôi còn rất là trẻ. Và tôi mong rằng là để đến cái năm khi mà mình 29 tuổi, mình có thể đạt được cái câu, mình để viết nên một cái câu chuyện. Đó là làm sao để tạo ra một cái group mà mình có thể sở hữu những cái công ty ở bên dưới. Và làm sao để phát triển những cái công ty này và mang những cái công ty với cái gọi là những công ty Việt có thể đi ra toàn cầu. Và đó cũng chính là những mục đích mà FG Holding Group đã tạo nên. Tại sao chị lại quyết định là trở về Việt Nam để mình sáng lập ra FG Holding Group và chị điều hành đến ngày hôm nay ạ? Để trở về Việt Nam thì thực ra nó nằm trong một cái kế hoạch của mình. Là thực ra thì thứ nhất là mình mong muốn rằng là làm sao có thể chỉ có ở Việt Nam là một cái nơi mà giúp cho mình có thể thực hiện cái ước mơ để xây dựng một cái công ty và xây dựng những cái công ty mà giúp những công ty Việt có thể đi ra nước ngoài, mang những cái hình ảnh của những cái công ty Việt có chỗ đứng trên thị trường của thế giới. Như vậy thì khi mà chị quyết định trở về Việt Nam, những cái ý kiến từ những người thân của mình, những người bạn bè của mình thì như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng là thực ra đây là một những cái quyết định mà mình chắc chắn là sẽ bị phản đối rất là nhiều. Thực ra thì ba mẹ mình lại mong muốn rằng thứ nhất đầu tiên chắc là sự phản đối đó đến từ ba mẹ, vì ba mẹ thì luôn luôn mong muốn mình có những cái một cái cuộc sống rất là an phận, đặc biệt là con gái. Không ai muốn con mình có những cái thử thách, rồi cũng không có ai muốn con mình sẽ phải chỉ một ngày có thể ngủ 3-4 tiếng và làm những cái công việc nó quá quá sức là mạo hiểm cho chính cuộc sống của họ,
của con gái mình. Và cái thứ hai nữa thì là những cái người bạn xung quanh của mình. Khi tạo ra một cái gọi là một cái cuộc chơi lớn trong về mặt kinh doanh, tạo ra những công ty con, xây dựng nó, phát triển nó và mang nó đi ra nước ngoài lớn mạnh hơn, thì thực ra đó là một cái cuộc chơi rất là lớn và nó phải đánh đổi rất là nhiều thứ, đánh đổi cả thời gian, đánh đổi cả những cái cuộc sống riêng tư của mình, đánh đổi cả những cái việc mà mình phải làm mỗi ngày. Mình không phải giống như những cô gái khác để có thể đi shopping, có thể được giống như là việc là làm sao để có thể làm đẹp, đi spa mỗi ngày, và mình phải đánh đổi đó bằng cái việc là làm việc hơn 20 tiếng mỗi ngày, để mà mang những cái thực hiện cái ước mơ này cùng với những cái người bạn đồng hành đã sáng lập ra cái công ty của mình. Nhận được rất là nhiều sự phản đối khi mà quyết định trở về Việt Nam khởi nghiệp, thì chị đã làm gì để có thể thuyết phục đầu tiên nhất là gia đình của mình để có thể đồng hành với mình cho đến ngày hôm nay ạ? Thì thực ra thì đối với mình, cái điều quan trọng nhất thì thực ra đối với mình quan trọng nhất là mình là một người không nói nhiều về cái việc là cái gì mà tôi sẽ làm, cái gì mà tôi sẽ đạt được, mà tôi nghĩ rằng là cái quan trọng lớn nhất đó chính là hành động và kết quả. Bây giờ mình cố gắng để đi giải thích bố mẹ rằng là con sẽ làm cái này và con sẽ làm cái kia, thì quay trở ngược lại thì chỉ có là ok, đó là kết quả của con, đó là cái hành động của con và cái kết quả nó sẽ mang lại, thì chỉ là cái mà họ có thể nhìn thấy rõ nhất mà thôi, thay vì là mình cứ phải đi giải thích với người này và người kia. Và cho đến bây giờ thì chị đã chứng minh được với tất cả mọi người. Dạ chắc là được như vậy. Và bây giờ bố mẹ không nói gì về mình nữa thì chắc là ổn rồi. Chị, nếu mà nói về với rất nhiều những anh chị CEO khác thì tôi thấy là con đường của chị nó khá là bằng phẳng và ít gặp những cái trở ngại. Chị thấy cái điều này như thế nào ạ? Thực ra thì mình không nghĩ rằng mình có một con đường bằng phẳng giống như mọi người thường thấy. Thì thường khi mà mọi người nhìn thấy thì mọi người chỉ nhìn thấy cái màu hồng thôi, và nhìn thấy cái mà đang diễn ra trước mắt của mọi người, chứ không nhìn thấy được rằng là những đêm phải thức khuya rất là nhiều, những suy nghĩ, những trăn trở, những cái quyết định táo bạo, hay là những cái mà mình phải những giọt nước mắt, những cái đắn đo rằng là mình có nên tiếp tục cái con đường này hay không. Những cái mà nó gần như là những cái sóng gió lúc nào cũng có thể ập đến mỗi ngày. Và gần như là thực ra con đường của mình không hề bằng phẳng, mà thật sự nó rất là chông gai. Chông gai từng những cái nhỏ nhất. Đó là những sự phản đối, đó là những sự không tin tưởng, đó là những cái mà mình cảm thấy rằng là đó là đến từ những cái người đi cùng với mình. Có những lúc họ bỏ mình giữa đường và mình phải đi tìm những người khác để họ có cùng một cái chí hướng với mình, để cùng với mình để đi tiếp. Đó là những lúc khó khăn nhất, khi mà mình không có gì trong tay cả, tài chính cũng không ổn định, tất cả mọi thứ đó. Và mình phải đi tìm một cái đó là vậy thì giải pháp của tôi tiếp theo là gì? Và cuối cùng mình phải làm như thế nào để có thể cân bằng những cái giải pháp đó? Với Vân Anh nghĩ rằng với những CEO khác cũng vậy, họ không có một con đường bằng phẳng nếu như họ đã bắt tay vào kinh doanh. Và họ đã chọn con đường kinh doanh có nghĩa là họ đã thoát khỏi cái vùng an toàn của mình. Họ chọn con đường kinh doanh có nghĩa là họ phải đối đầu với những sóng gió và thử thách. Chị vừa chia sẻ có rất nhiều cái là đó là như thế này, đó là như thế kia. Vậy thì cụ thể một cái trường hợp đó là nào đó, chị có thể chia sẻ với tất cả chúng tôi ạ? Thực ra thì ví dụ như là trên cái con đường mình xây dựng SG Holding Group và là tiền thân của Folder Girls Investment Group, thì Vân Anh đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong việc đi tìm một cái người bạn đồng hành, và người ta thường gọi là những cái đồng sáng lập của mình. Đi một con đường và để tìm được một người có thể hiểu được những cái vision, những cái tầm nhìn, những cái sứ mệnh của mình thì thực sự rất là khó. Và có những cái lúc khi mà Vân Anh trở về Việt Nam và Vân Anh đi tìm những cái người đồng hành cùng với mình như vậy, thì mình đang làm thì giữa chừng họ bỏ rơi mình và họ nghĩ rằng là thôi cái này nó khó quá, nó không làm được nữa. Và tự nhiên lúc đó mình bị hụt ngay lập tức, mình cảm thấy rằng là tại sao lại như vậy, và mình đặt rất là nhiều câu hỏi tại sao. Tuy nhiên rất là may mắn đó là mình là một người không thích sự bỏ cuộc,
và đi tìm một cái con đường, đó là vậy thì đối với người này họ có thể bỏ mình, nhưng biết đâu đó lại có người khác đang chờ mình để có thể cùng với mình để xây dựng cái công ty này. Thì rất là may mắn là trên cái con đường để mình đi tìm một tìm kiếm một những cái người đồng lập sáng lập mới, thì mình đã tìm ra được hai người bạn đồng hành với mình. Đã có người đồng hành rồi thì chắc hẳn rằng cái con đường khởi nghiệp nó có rất là nhiều cái việc thiếu, có thể thiếu về kinh nghiệm, thiếu về kỹ năng quản lý, điều hành, và đặc biệt là vấn đề nhân sự thì phải là cực kỳ quan tâm. Vậy thì với chị Vân Anh thì cái điều đó như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng là không ai là hoàn hảo cả, và CEO thì cũng không phải là siêu nhân, và họ cần phải với mình thì mình cũng không ngại để mà mình có thể trau dồi học tập mỗi ngày, bởi vì cái background của mình là ngoại giao và mình cũng là dân về xã hội rất là nhiều, chứ cũng không phải là dân xuất phát là một người học từ trường kinh doanh, học từ trường của kinh tế hay là cũng đi kinh doanh rất là nhiều. Thực ra tất cả những cái trải nghiệm mà mình có được ở trong cái môi trường hiện tại và có được giống như ngày hôm nay, đó là tất cả những cái mà mình được thực hành, mình thích thực hành hơn và hay là hơn là cả những cái lý thuyết mà mình có. Và anh nghĩ rằng là với Vân Anh thì mình cũng phải bổ sung cái kiến thức của mình mỗi ngày, ví dụ như là từ tài chính, kế toán, nhân sự. Và đối với Vân Anh thì cái như Phi vừa trao đổi đó là nhân sự, là con người. Thì mục tiêu lớn nhất của Vân Anh khi mà mình xây dựng một cái tập đoàn, đó là xây dựng những cái người mà họ có thể trở thành những leader trong tương lai. Vân Anh không quan điểm giữa một ông chủ hay là một người nhân viên. Vân Anh quan trọng đó là tạo ra một cái môi trường làm việc là một thế giới phẳng. Ở đó không có những cái quyền lực, những cái địa vị, mà ở đó làm sao để giúp cho những cái Vân Anh có thể tạo ra nhiều cái cảm hứng mà dành cho nhân viên của mình có thể làm việc tốt hơn. Trong những cái lúc quá khó khăn như thế, có khi nào là chị nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ, mình sẽ không làm nữa, trở về là một người con gái của bố mẹ mình trong vòng an toàn như thế thì nó quá hoàn hảo? Mình nghĩ chắc là mình chưa bao giờ có những cái ý nghĩ giống như vậy. Thực ra thì khó khăn là với Vân Anh thì khó khăn mỗi ngày đều xảy ra hết. Và Vân Anh lại rất là, trong cái từ điển sống của mình nó lại không có một cái từ, những cái từ mà gọi là tiêu cực thì mình đều loại bỏ hết. Và trong đầu Vân Anh không bao giờ có cái từ gọi là từ bỏ. Với Vân Anh, mỗi cái thử thách, mỗi cái khó khăn diễn ra, nó là một bài để test mình, nó là một bài để thử nghiệm mình, coi mình có vượt qua được cái chặng đường đó hay không, coi mình có thử vượt qua được cái khó khăn đó hay không. Và cái quan trọng là nó thử mình để mình có thể bước qua và bước tới một cái ngọn núi khác còn khó khăn hơn nữa. Thì Vân Anh nghĩ rằng đó là một chuyện rất là bình thường. Và thực ra thì đôi lúc mình cũng là con gái mà, ở ngoài thì rất là mạnh mẽ giống như đàn ông vậy đó, nhưng mà đôi lúc trở về nhà thì mình sẽ có những lúc khó khăn quá thì thôi khóc đi, khóc cho nó khuây khỏa hết tất cả những cái điều đó. Nhưng mà sau đó để bước ra khỏi cái cửa của ngôi nhà của mình lại quay trở về là một vị trí mà phải cầm một cái tàu đi rất là xa. Nếu mà nói như thế thì cái động lực lớn nhất khiến chị Vân Anh phải thôi thúc là mình phải tiếp tục nữa, đó là gì? Và anh nghĩ rằng cái động lực lớn nhất của mình đó chính là cái FG Holding Group. Đó là ước mơ, và đã là ước mơ rồi thì mình phải làm cho bằng được. Còn có thể như Phi có thể nhìn thấy, lúc trước mình là tiền thân của Folder Girls Investment Group. Và khi mà mình trở về Việt Nam, mình muốn tạo ra một cái group giống như thế này. Nhưng sau đó mình lại đi tìm cái cách mình vận hành, cái cách mà mình cho mọi người thấy, thì nó lại là một cái hướng đi khác. Nhưng sau trên cái con đường đi mình lại tìm kiếm coi là mình đi như thế nào là đúng. Mình đi đường dài hay là đi đường ngắn hơn, đi đường tắt thì đi đường nào là đường tốt nhất. Thì cái mà mình đang làm thì nó càng ngày càng rõ hơn. Và khi mình càng đi nó càng giúp cho mình cái con đường này nó tuyệt vời quá. Vì khi mình càng đi mình càng học
rất là nhiều, mình học được, tại vì mình là đầu tư đa ngành thì mình phải học rất là nhiều từ những cái ngành nghề mà mình sẽ đầu tư, mình càng tìm hiểu về nó, mình càng thử thách. Gần như là đối với Vương Anh thì mọi người thường nói là đối với mọi người thử thách thường sẽ làm họ chùn bước, nhưng đối với Vương Anh thử thách lại là một cái cơ hội rất là lớn. Với Vân Anh, những thách thức không bao giờ làm cô chùn bước. Khi học ở nước ngoài, cô đã bị một giáo sư từ chối khi cô ngỏ lời làm nghiên cứu sinh vì lý do cô là người châu Á mà lại là phụ nữ. Điều này đã khiến cô bị sốc và đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh để cô hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Ở tuổi 20, cô đã thành lập công ty thời trang vì nhiều người cho rằng cô không thể làm kinh doanh. Cô đã hành động để trả lời câu hỏi mình có thể làm kinh doanh được hay không. Để bổ sung kiến thức kinh doanh cũng như nghiệp vụ về thời trang, cô đã chấp nhận vào làm công ở tạp chí thời trang ở Singapore với công việc in giấy, photo, pha cà phê, bưng trà. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng, cô đã được đề nghị lên vị trí giám đốc sáng tạo của tạp chí này. Mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhân vật trong những ngày xưa ngày hôm nay. Thưa chị, chúng ta trở lại với câu chuyện là chị muốn chinh phục những cái khát vọng lớn hơn. Vậy thì chúng tôi được biết chị bắt đầu công việc của mình khởi nghiệp năm 20 tuổi. Trong khi cái tuổi đó thì với nhiều người, Đài Loan là tuổi học để có thể có được kiến thức nhiều hơn. Vậy thì cái động lực nào khiến chị thôi thúc chị là mình phải bắt đầu khởi nghiệp từ những cái thời điểm đó? Mình nghĩ rằng là có thể là câu chuyện sẽ xuất phát từ khi mình còn rất là nhỏ. Bởi vì là mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là tri thức, và mọi người cũng sẽ mong rằng là con mình cũng mong ví dụ như là sẽ trở thành bác sĩ, sẽ trở thành làm việc trong nhà nước để mà mình có một cái cuộc sống ổn định. Tuy nhiên là mình cũng có những cái khó khăn, và hồi khi mà mình còn rất là nhỏ thì mình là một người rất là ít nói. Và những cái mà mình gần như là có một cái cuộc sống riêng ở bên trong, chính bên trong của mình, mà mình đi tìm cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Mình ít khi là chia sẻ với gia đình về những cái hoạch định của mình, những cái tương lai của mình muốn là gì, thì mình lại muốn làm sao để mình có những cái để mình có thể viết ra. Những năm tiếp theo mình sẽ làm gì đây, những cái trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, và mình muốn đạt được cái gì. Thì thực ra cái câu chuyện là mình muốn bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình, cái nơi mà mình nghĩ rằng là mình không làm được kinh doanh đâu. Tuy nhiên mình muốn đi tìm cái câu trả lời đó, đi tìm câu trả lời rằng là mình có làm được kinh doanh hay không, mình có phát triển được cái con người của mình trong lĩnh vực kinh doanh được hay không. Và thực ra đây là một cuộc chơi rất là liều mạng và rất là mạo hiểm. Vì ở đó nó làm cho mình cảm thấy rằng là mình phải học và đi nhanh hơn những người khác mà họ đã có một cái nền tảng là kinh doanh từ rất là lâu. Họ có cả tố chất của sự kinh doanh đó. Nhưng người ta nói là nếu mình không giỏi thì mình phải làm việc, mình phải nỗ lực gấp cả 10, 20 lần hơn những người bình thường. Và làm sao để mình đi nhanh hơn, mình thực hiện cái kế hoạch của mình nhanh hơn người khác nữa. Thì đó chính là lý do tại sao mình muốn ra khỏi cái vỏ ốc đó. Mình đi tìm câu trả lời của chính cuộc sống của mình, và mình muốn làm chủ cuộc sống của mình. Và để làm chủ được cuộc sống của mình thì mình phải tự tìm hiểu rằng cái gì nó sẽ khiến cho mình phát triển nhanh nhất. Thì chỉ có kinh doanh. Chỉ khi đi làm kinh doanh nó mới bộc lộ được, giúp mình bộc lộ hết tất cả những cái tố chất, những cái tiềm năng ở bên trong của con người mình bộc lộ ra. Đó là sự quyết đoán, đó là những cái hoạch định, những cái chiến lược, những cái việc mà mình làm việc với giữa con người và con người với nhau. Thực ra thì khi trở về Việt Nam và mọi người khi mà mình chia sẻ những cái mong muốn của mình, những cái mà khi mình muốn thành lập của FG Holding Group, và thì mọi người ai cũng nói rằng là Vân Anh không làm được đâu mà, rồi và tất cả mọi cái này nó là một cái trò chơi rất là lớn và nó rất là ảo tưởng, rất là mộng huyền, tất cả những cái từ, và họ gần như là không đếm xỉa gì tới những cái kế hoạch của mình cả. Tuy nhiên, với Vân Anh, mình sẽ nghe những cái lời sự khinh biệt, những sự khinh bỉ, những cái điều đó với mình trở thành một cái động lực rất là lớn để mà mình show ra cho người ta thấy cái kết quả của mình.
Và giống như là Phi đang ngồi ở đây là ở Fanhands Working Space, đây chính là một kết quả. Và ở kết quả đó là việc mà Vân Anh cũng chứng minh lại cho người ta thấy rằng mình có thể làm được. Và giống như Fanhands, từ lúc mà mình gây dựng lên, từ lúc làm lên chiến lược, từ lúc mà ra cái việc là triển khai nó cho đến thứ hoàn thành, Phi sẽ không bao giờ nhận ra rằng nó chỉ được hoàn thành trong vòng một tháng. Và thực ra với Fanhands là đó là một khối lượng khổng lồ, với những con người chỉ có gần 10 người thôi, và mọi người phải làm việc từ khi lên chiến lược rằng là tôi muốn xây dựng cái Fanhands, một cái chuỗi không gian làm việc Fanhands này không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những nước khác trong năm 2018, thì mọi người cũng ngồi xuống với nhau vào một cái ngày, một cái buổi chiều, ngồi xuống với nhau và nói với câu chuyện rằng là chúng ta sẽ làm cái chuỗi không gian, phát triển chuỗi không gian làm việc này. Và sau đó thì Vân Anh sẽ lên plan, lên chiến lược. Và sau đó là Vân Anh vẫn còn nhớ cái câu chuyện là trước Tết đó chỉ có 2 tuần thôi, và mình phải ngồi xuống với lại một cái bên làm về xây dựng và trình bày cho họ cái chiến lược là xây dựng cái Fanhands này như thế nào với một cái không gian 1.000 mét. Và sau đó trong vòng 2 tuần trước Tết, họ đã phải thi công, họ phải làm việc mệt mài, và tất cả mọi người ở trong Fanhands phải làm việc gần như là rất là cực lực, không có thời gian để nghỉ. Fanhands cũng là một cái nơi mà Vân Anh muốn làm sao để có thể, một cái ước mơ tiếp theo của Vân Anh đó chính là xây dựng một cái nơi, một cái chuỗi không gian mà ở đó Vân Anh có thể ứng dụng những cái công nghệ cao để có thể mang lại những cái sự kết nối gắn chặt hơn giữa Việt Nam với các nước khác. Chị rút ra được cái điều gì khi mà mình làm CEO? Mình nghĩ rằng là chắc là mình nghĩ rằng là có sẽ có những ý như sau. Thứ nhất là đã là một CEO và bạn đã lựa chọn con đường để, tại vì Vân Anh nghĩ CEO cũng là một nghề, và khi nó là một cái nghề thì bạn phải hiểu được rằng bạn sẽ có phải cần có rất nhiều tố chất, và một trong những tố chất đối với Vân Anh suy nghĩ rằng rất là lớn đó là lãnh đạo. Bạn hãy học cách để làm sao để lãnh đạo và tạo ra những người mà có thể lãnh đạo trong tương lai, đó là tạo ra một cái nền tảng, một cái team cốt lõi, và những người đó họ chính là với Vân Anh đó là nói một cái câu tiếng Anh đó là leader create leaders. Thì Vân Anh nghĩ rằng cái đó nó là một cái điều mà đối với anh rất quan trọng. Thứ hai nữa đó là một người CEO họ phải cần quyết đoán, họ phải cần minh bạch, họ phải cần có những cái đôi lúc họ phải, một trong những điểm mà Vân Anh nghĩ rằng một người nữ làm CEO nó còn đặc biệt hơn nữa, đó là lúc nào nóng, lúc nào lạnh, lúc nào mềm và lúc nào cứng, và học cái cách để bắt đầu dung hòa cái sự những cái yếu tố đó với nhau để mà làm cho một cái môi trường nó thú vị hơn. Và một người nữ làm CEO nó còn quan trọng hơn nữa là họ biết cách để chăm sóc đến những cái người nhân viên của mình. Họ hiểu lúc nào là lúc mà họ cần phải mạnh mẽ, máu lạnh, nhưng đôi lúc họ sẽ cần biết rằng là cũng chỉ cần một cái chăm sóc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại tạo ra một cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Và đó là lý do tại sao mình luôn luôn mình hay suy nghĩ, ngồi suy nghĩ lắm, làm thế nào để mình làm ra một cái, những cái chương trình để mà giúp cho có thể những cái người nhân viên của mình có một cái không gian làm việc tốt hơn, mọi người có những cái, nó không chỉ là câu chuyện bạn đi làm, bạn nhận lương mỗi ngày, mà đó là mình đến bạn đã trải ra, bạn dành thời gian cho mình 8 tiếng một ngày để lúc nào cũng nhìn thấy mặt nhau hết, thì cái 8 tiếng đó nó phải rất là có ý nghĩa. Nhân dịp chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi muốn mời chị Vân Anh sẽ nghe một vài những ý kiến, những nhận xét của những người đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua. Chị Vân Anh là người rất thú vị và có nhiều thứ để tôi học hỏi từ chị ấy. Khi lần đầu gặp chị ấy, dù chưa làm việc với nhau, nhưng tôi cảm nhận được chị ấy có tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi làm cùng nhau từ những dự án nhỏ, và càng làm tôi thấy sự đặc biệt của Vân Anh, và tôi quyết định tham gia vào công ty. Điều tôi học được từ Vân Anh là tầm nhìn. Cô ấy không chỉ hoạch định trong 3 năm hay 5 năm, mà tầm nhìn của cô ấy là 10 năm, 20 năm và hơn thế nữa.
Tầm nhìn là yếu tố rất quan trọng mà một CEO cần phải có, và tôi thấy điều này rất rõ ở Vân Anh. Thì chị Vân Anh trong công việc là một người mà em nghĩ là có rất là mạnh mẽ trong công việc. Và cái sự quyết đoán của chị và cái sự cũng như là chị biết lúc nào cần quyết đoán và lúc nào cần sự mềm mỏng. Và khi mà làm việc với chị thì em học hỏi được rất nhiều thứ và cũng như là có một cái sự thoải mái khi mà trao đổi về những vấn đề trong công việc. Còn về con người của chị, khi mà tại vì không chỉ trong công việc mà em cũng là một người bạn của chị ở ngoài đời, thì em đánh giá chị là một người rất là nhiều năng lượng. Tức là không chỉ là mình học hỏi được những gì mà trong công việc, nhưng mà trong cuộc sống thì chị rất là cởi mở và chị rất là truyền cảm hứng. Mỗi lần em có cơ hội được nói chuyện và được gặp gỡ với chị thì đó là những cái dịp mà em học được những điều mới. Khi làm việc với Vân Anh thì cái câu đầu tiên phải gọi là áp lực. Áp lực ở đây đến từ cái sự nhiệt tình của Vân Anh và cái năng lượng của Vân Anh rất là nhiều. Cho nên là hầu như là tất cả nhân viên cũng như là tôi cũng phải cuốn theo cái nhịp của Vân Anh. Và thực sự là nó cũng đôi khi là nó làm cho mình những cái rất là tự giúp mình phải tự cải thiện bản thân mình rất nhanh để có thể đáp ứng được cái nhu cầu công việc. Tôi học hỏi được ở Vân Anh thì chắc có lẽ là rất nhiều, và cái mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là một cái thái độ làm việc rất nghiêm túc. Chúng tôi có thể nói đùa với nhau ngay trước phút đó thôi, nhưng qua phút đó là chúng tôi bắt đầu lại thành những con người giống như là phải cùng chiến đấu với nhau để mà có những cái kết quả tốt trong tương lai. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi rất là khâm phục Vân Anh. Mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với CEO Lê Nguyễn Vân Anh. Thưa chị, khi mà thành lập FG Holding Group thì chị đặt cái kỳ vọng như thế nào vào nó? Vân Anh thực sự là có hai cái kỳ vọng rất là lớn đối với là FG Holding Group. Đó là thứ nhất là Vân Anh mong muốn rằng để làm sao tạo ra một cái tập đoàn có thể ứng dụng tất cả những cái công nghệ cao vào trong tất cả những cái công ty mà có công ty con của FG. Và cái thứ hai nữa là mang các doanh nghiệp Việt Nam có một cái chỗ đứng cũng như là một cái vị thế ra nước ngoài, để mà khi mà người ta nhìn vào ở Việt Nam và đặc biệt là nền kinh tế thì họ lại đánh giá một cái nhìn khác hơn về những cái công ty tại Việt Nam, mà nó sáng tạo hơn, nó đổi mới hơn và nó đóng góp vào, làm sao Vân Anh cũng mong muốn rằng là có những cái đóng góp rất là lớn vào cái GDP tại Việt Nam. Thưa chị Vân Anh, thì hiện tại chúng tôi đang muốn nghe về những cái dự định trong tương lai của chị trong thời gian tới thì nhân sinh sẽ như thế nào ạ? Chắc là mục tiêu trong khoảng thời gian tới 5 năm nữa hay 10 năm nữa thì mình mong muốn rằng là mình mong muốn làm sao để tạo ra mang cái FG Holding Group của mình có một vị thế trên trường quốc tế, trong cái thương trường quốc tế của mình. Ở đó mong rằng là làm sao có những cái công ty con của mình mà nó có thể exit một cách rất là tốt, và bản thân họ khi mà họ càng lúc càng thành công thì FG Holding Group cũng sẽ cảm thấy rằng là mình đã thực hiện một cái sứ mệnh, đó là đào tạo và cũng giống như là làm sao để cống hiến những cái doanh nhân Việt, đào tạo ra những người mà họ có thể mang những cái giá trị của Việt Nam, sự chăm chỉ, sáng tạo nó ngày càng rõ hơn trên thương trường quốc tế. Và mục tiêu của mình nhiều hơn nữa đó là mong muốn rằng sau FG Holding Group đó chính là giáo dục, và mong muốn của mình đó chính là một con đường tiếp theo và con đường rất là lớn, đó là làm sao để xây dựng sau FG đó chính là sự đóng góp lại cho xã hội bằng cách để thay đổi cái một phần nào đó của nền giáo dục Việt Nam. Phải nói là có rất nhiều điều chia sẻ, những sự quyết tâm và những cái mục tiêu chị Vân Anh đã đặt ra sẵn trong tương lai với những đứa con tinh thần của mình. Ngày hôm nay thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình Diễn đàn CEO trên VTV. Và kính chúc chị sẽ thật nhiều sức khỏe và kính chúc cho FG Holding Group sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới và vươn ra toàn cầu như dự định của mình. Cảm ơn Hoàng Phi, cảm ơn khán giả VITV và mong rằng những câu chuyện của mình sẽ mang lại những cái bài học cũng giống như là những cái thông điệp nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tạo một cái ảnh hưởng cho những người mong muốn trở thành CEO trong tương lai.
Quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Những Ngày CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.